Phật tuy chẳng cần ăn, nhưng vì muốn độ chúng sanh mà phương tiện thị hiện có thọ thực, có ôm bình bát đi khất thực vậy. Hỏi: Vì sao hàng ngoại đạo nêu lên 14 điều vấn nạn mà Phật làm thinh chẳng có trả lời? Hành động này của Phật có phải là tùy trí huệ hành không? Đáp: Phật có 4 lối giải đáp, đó là quyết định đáp, phân biệt nghĩa đáp, phản vấn đáp, im lặng đáp. Về 14 điều vấn nạn của hàng ngoại đạo, Phật đã dùng lối im lặng đáp, tức là làm thinh chẳng trả lời. Hàng ngoại đạo vì nghi hoặc đố kỵ, chẳng phải vì niết bàn mà nêu lên 14 điều vấn nạn. Càng giải thích thì càng làm tăng trưởng thêm sự nghi hoặc đố kỵ của họ, nên Phật đã dùng lối im lặng đáp. Làm như vậy họ được nhiều lợi ích hơn. Còn dùng lối phân biệt nghĩa đáp thì chẳng đem lại lợi ích gì cho họ cả. Lại nữa, Phật thuyết đủ 3 pháp gồm hữu di pháp, vô di pháp, bất khả thuyết pháp. Hàng ngoại đạo chỉ chấp thường kiến và đoạn kiến nên mới nêu lên 14 điều vấn nạn. Thế nhưng thường và đoạn ở nơi thật tướng pháp đều là không, nên Phật không đáp. Hàng ngoại đạo chỉ biết thường tướng và vô thường tướng mà chẳng có thể thấu rõ được tịch diệt tướng. Vì sao? Vì hàng ngoại đạo thủ chấp nơi thường tướng hoặc nơi vô thường tướng. Trái lại, Phật tuy nói có thường, nói có vô thường, nhưng đó chỉ là vì đối trị mà nói vậy thôi. Lại nữa, có ngoại đạo tuy chẳng rõ thật tướng mà lại nói không cũng như có, nói có cũng như không, nói như vậy là quá lầm lỗi, nên Phật làm thinh chẳng có đáp lại vậy. Ví như mặt trời khắp chiếu sáng vạn vật, Phật muốn hiển bày thật tướng pháp mà rộng nói các pháp có tác giả hoặc không có tác giả làm ra, nói có hoặc nói không, nói các nhân duyên sanh già bệnh chết, nói có vô minh duyên hành, có duyên hành duyên thức, vân vân. Phật cũng lại nói dù có Phật hay dù không có Phật thì ở trong thế gian này các pháp nhân duyên vẫn thường tương sinh tương lập. Các đức Phật ra đời chỉ vì muốn chúng sanh rõ biết thật tướng pháp mà nói ra như vậy thôi. Bởi nhân duyên vậy nên hàng ngoại đạo nêu lên 14 điều vấn nạn mà Phật làm thinh chẳng có đáp lại. Ví như hỏi người đàn bà đá, tức thạch nữ, có sanh con không, thì chẳng cần giải đáp làm gì cả. Vì sao? Vì tất cả các lời vấn nạn của hàng ngoại đạo đều lấy thường kiến hoặc lấy đoạn kiến làm gốc, nên chẳng cần phải giải đáp vậy. Ví như khi nghe Phật nói về ngã, về vô ngã, thì người có học Phật Pháp biết đó chỉ là giả danh, còn người chưa học Phật Pháp thì chẳng sao biết được vậy. Sở dĩ Phật nói vô ngã là nhằm phá chấp về thường kiến, cho là có thật ngã. Còn nói về ngã là nhằm phá chấp về đoạn kiến, cho rằng chết rồi là hết, chẳng biết rằng còn có thọ thân sao, còn có các nghiệp tội phước dẫn sanh thân sao vậy. Hỏi: Nếu đã nói năm ấm chỉ là giả danh, nói chẳng pháp nào tự tại, thì vì sao lại nói thật có vô ngã? Đáp: Phật vì hạng người chấp về thường kiến mà nói chẳng có ngã, tức vô ngã, chẳng có ai tạo tác, tức vô tác giả, chẳng có ai thọ, tức vô thọ giả. Lại nữa, nói vô ngã là thật, như pháp ấn, là nói hết thảy các pháp đều vô thường, là vô ngã, là tịch diệt, là tướng niết bàn vậy. Như vậy là nhằm dẫn vào thật tướng pháp. Đối với hạng người mà thiện căn chưa được thuần thục thì chẳng nên vì họ nói vô ngã, khiến có thể rơi vào tà chấp đoạn diệt. Hỏi: Vì sao Phật lại bảo Ngài Ca Diếp rằng nói ngã là chấp một bên, nói vô ngã cũng là chấp một bên, phải ly cả hai bên mới vào được trung đạo? Sau nay lại nói vô ngã là thật, nói ngã là phương tiện. Đáp: Vì hai hạng người này sau đây mà nói vô ngã, đó là hạng người chấp tướng vô ngã, hạng người phá ngã. Người không chấp vô ngã mới là người xả ly, nên Phật dạy trước nói vô ngã nhằm phá chấp một bên, sau cũng nói vô ngã, nhưng đó là nghĩa trung đạo, là pháp ấn vậy. Lại nữa, có hai nhân duyên mà Phật nói về ngã
và về vô ngã, đó là ngã chỉ là tùy thuận thế gian mà nói. Vô ngã là y theo đệ nhất thật tướng mà nói. Như vậy, tùy theo trường hợp mà Phật nói ngã hoặc nói vô ngã cũng chẳng có lỗi lầm gì cả. Hỏi: nói có ngã tức hữu ngã, tức là có, nói vô ngã tức là không, làm sao có thể là vừa có vừa không được? Đáp: chẳng phải như vậy. Phật dạy không phải được hiểu theo hai nghĩa, đó là chúng sanh không và pháp không. Phật nói vô ngã nhằm khai thị chúng sanh không và đồng thời cũng khai thị pháp không. Phật nói ngã, khai thị ngã là giả lập, chỉ có giả danh, giả tướng, chẳng có thật, để không còn chấp nữa. Vì sao? Vì chúng sanh chấp năm ấm đều có tướng ngã, rồi cho đó là thật ngã. Bởi vậy nên phá trừ chấp ngã, mà Phật nói năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là tướng tịch diệt niết bàn, chỉ có nơi danh tự mà thôi. Như trên đây đã nói rằng, đối với hạng người chấp đoạn diệt thì chẳng nên vì họ nói vô ngã. Chấp về đoạn kiến có hai trường hợp, đó là chẳng chấp có đời sau, chẳng có tội phước, chẳng có thọ quả báo khổ lạc. Đối với hạng người này phải nói có ngã tức hữu ngã, phải nói có đời này, có đời sau, có tội phước, có thọ quả báo khổ lạc. Chấp hết thảy các pháp đều là không trơn, đây là tà kiến về đoạn diệt. Đối với hạng người này phải nói về hết thảy pháp hữu vi và pháp vô vi thì họ mới rõ được nghĩa của pháp không. Lại nữa, đối với người động căn lục trí thì phải vì họ nói vô ngã nhằm phá trừ chấp ngã nơi họ. Đối với người lợi căn thông trí thì phải vì họ nói các pháp trước sau đều rốt ráo không, giúp họ thấy rõ về ngã không và pháp không. Như bài kệ sau đây: người rõ biết vô ngã là người chẳng còn chấp, nghe hữu pháp chẳng vui, nghe vô pháp chẳng sợ. Nên biết nói hữu pháp là nói các pháp có chỗ y chỉ, nói vô pháp là nói các pháp chẳng có chỗ y chỉ. Lại nữa, Phật có hai cách thuyết: nếu rốt ráo thì nói hết thảy pháp đều không, nếu phương tiện thì nói vô ngã. Cả hai cách thuyết đều dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có nói: đi đến niết bàn chỉ có một hướng, chẳng sai khác. Lại nữa, đối với người tại gia thì phần nhiều nói có ngã, có pháp, có cha mẹ, có tội phước, có nghiệp báo, nhiều hay ít, vân vân. Vì sao? Vì người tại gia phần đông chẳng cầu niết bàn mà chỉ cầu phước báo ở đời sau. Đối với người xuất gia thì phần nhiều nói vô ngã và vô pháp. Vì sao? Vì người xuất gia phần đông hướng về niết bàn và do cầu niết bàn mà chẳng có tham đắm các pháp thế gian. Lại nữa, đối với người tính căn chưa thuần thục thì trước phải nói về cầu hữu sở đắc, rồi sau đó mới dạy họ xả được. Vì hạng người này Phật dạy tu thiện pháp để xả ác pháp. Còn đối với người tính căn đã thuần thục, ở nơi các pháp chẳng còn cầu hữu sở đắc nữa mà chỉ cầu xa lìa sanh tử, thì Phật vì họ nói về pháp không. Cả hai cách thuyết pháp đều là chân pháp cả. Vì sao? Vì hết thảy các pháp chỉ là giả danh, chẳng có lớn nhỏ, chẳng có ngắn dài, chẳng có gần xa, chẳng có tốt xấu. Bởi vậy nên dù thuyết có tức hữu, dù thuyết không tức vô, cũng đều như nhau cả. Có thời Phật thuyết theo nghĩa thế tục, có thời Phật thuyết theo đệ nhất nghĩa, nên nói thuyết có ngã tức hữu ngã hay thuyết vô ngã cũng đều là thật pháp cả. Hỏi: có và không, tức hữu và vô, đều là thật pháp cả. Như vậy, vì sao Phật thường tán thán không mà lại bỏ hữu? Đáp: không nghĩa là vô sở hữu, là như pháp tạng của chư Phật và chư hiền thánh trong khắp mười phương, là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Trong phẩm Chúc Lụy, Phật nói: Bát Nhã Ba La Mật là pháp tạng của chư Phật ba đời khắp mười phương. Bát Nhã Ba La Mật là không, là vô sở hữu. Khởi đầu Phật nói về hữu pháp để giáo hóa chúng sanh, rồi dần dần dẫn chúng sanh vào trong vô sở hữu tạng. Hỏi:
Kinh Bát Nhã Ba La Mật dạy quán năm ấm đều là không, là vô sở hữu, quán như vậy là vào được đạo chăng? Đáp: theo Bát Nhã Ba La Mật thì hữu và vô đều là không, tức là đều tự tánh không cả. Trong kinh Phạm Chí có nói đến ba thứ tà kiến, đó là chấp nhất thiết hữu, chấp hết thảy đều có; chấp nhất thiết vô, chấp hết thảy đều không; chấp bán hữu bán vô, chấp nửa có nửa không. Có tức hữu là có trói buộc, tức hữu phược; không tức vô, mà chẳng chấp không là chẳng có trói buộc, tức vô phược. Các thánh đệ tử của Phật thường niệm rằng, nếu ta thọ một trong ba chấp thì ta sẽ cùng hai chấp kia đấu tranh. Bởi vậy nên nói đạo Phật là vô tránh, chẳng có đấu tranh, tức là xả, là vô kiến, tức chẳng thọ các kiến chấp. Phải chẳng thọ các kiến chấp mới vào được đạo. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp hết thảy pháp thì tâm mới được thanh tịnh, chẳng còn khởi đấu tranh, chỉ còn trừ các kiết sử nơi chính mình, dẫn đến được thật trí huệ. Trái lại, nếu còn chấp các tướng có tức hữu, tướng không tức vô, thì còn khởi đấu tranh, do vậy mà chẳng sao có thể diệt được các kiết sử nơi mình. Người y nơi kiết sử mà tư duy, tưởng mình có trí huệ, thì trí huệ ấy chẳng phải là thật trí vậy. Tóm lại, chỉ vì muốn độ chúng sanh mà Phật diễn bày các pháp, hết thảy lời Phật nói ra chẳng có gì là chẳng thật. Thế nhưng chúng sanh do tâm chấp có, chấp không mà thấy pháp có thật hay không có thật vậy thôi. Trên đây đã trình bày đầy đủ các nhân duyên cho thấy Phật ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý đều chẳng có lầm lỗi, ví trước sau Phật đều theo trí huệ hành cả. Hỏi: trước nói Phật ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý đều chẳng có lỗi lầm, nay vì sao lại nói các nghiệp thân khẩu ý của Phật đều theo trí huệ hành? Nghĩa của hai câu ấy có gì khác nhau không? Đáp: trước nói thân khẩu ý của Phật chẳng có lỗi lầm, mà chẳng nói đến nhân duyên, nay nói rõ thêm là do tùy trí huệ hành nên chẳng có lỗi lầm. Phật do nơi trí huệ mà khởi các nghiệp thân khẩu ý nên chẳng có lỗi lầm. Lại nữa, Phật đã thành tựu ba tịnh nghiệp nên chẳng cần hộ ba nghiệp thân khẩu ý nữa. Có người khởi tâm nghi hỏi Phật: vì nhân duyên gì mà Phật thành tựu được ba tịnh nghiệp như vậy? Phật dạy: ta ở nơi trí huệ khởi ba nghiệp thân khẩu ý và tùy trí huệ hành nên thành tựu được ba tịnh nghiệp. Hỏi: thế nào gọi là trí huệ thâm đạt cả ba đời vô ngại? Đáp: góp chung cả ba bất cộng pháp số 16, 17, 18. Trí huệ của Phật mênh mông, chẳng thể suy lường, chẳng thể nghĩ bàn, thâm suốt cả ba đời. Do thâm suốt cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai vô ngại, nên tất cả các nghiệp thân khẩu ý của Phật đều theo trí huệ hành, đều chẳng có lỗi lầm. Hỏi: các pháp quá khứ đã diệt, các pháp vị lai chưa sanh, còn ở hiện tại thì một niệm cũng chẳng trú, như vậy làm sao có thể thâm đạt cả ba đời vô ngại được? Đáp: Phật đã thâm đạt 10 trí, 10 lực, bởi vậy nên Phật biết rõ cả ba đời vô ngại. Hỏi: nói như vậy thì cả ba đời đều có, sao lại nói là không? Đáp: khi thuyết về bốn thánh đế, Phật dạy khổ là vô thường. Nếu đã là vô thường thì là sanh diệt, là hủy hoại, là bất khả đắc vậy. Trái lại, nếu quá khứ là thật có thì chẳng thể là vô thường, là hủy hoại được. Nếu cả ba đời đều thật có cả thì rơi về chấp thường. Vì sao? Vì pháp của đời quá khứ nhất định có chuyển đến hiện tại, pháp của đời hiện tại nhất định có chuyển đến vị lai. Ví như một người di chuyển từ phòng này sang phòng khác thì làm sao nói người ấy mất được? Hỏi: vậy thì nói chẳng có mất mới là không có lỗi chăng? Đáp: nói chẳng có mất
cũng chẳng có lỗi gì cả, vì đây là sự chuyển dời, chẳng thể gọi là mất được vậy. Tuy nhiên, nếu chấp không rồi nghĩ rằng vì không nên chẳng có tội phước, chẳng có sanh tử, thì đó là tà kiến chấp. Vì sao? Vì sẽ chẳng có 10 thiện nghiệp, chẳng có 10 bất thiện nghiệp, dẫn đến chẳng có các nghiệp ở thân, ở khẩu và ở ý. Do lầm chấp như vậy mà tạo nên bao nhiêu tội lỗi? Hỏi: nếu nói các pháp trong ba đời đều có tướng thì sao? Đáp: nếu nói như vậy thì chẳng làm sao giải thích được các trường hợp đời trước làm việc ác và đời này thọ tỳ kheo tu phước, đời trước thọ tỳ kheo tu phước mà đời này làm việc ác, vân vân. Vì sao? Vì nếu tướng của các pháp ở hai đời quá khứ và hiện tại đều thật có, thì hai đời ấy chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Còn nếu có liên hệ với nhau, thì cả hai đời đều chẳng thật có, vì có thể biến chuyển vậy. Ví như vị tỳ kheo ở đời hiện tại do tu hành mà biến chuyển được ác tâm ở đời quá khứ, đây chỉ là duyên sanh, là như quyển, do sự biến chuyển tương tục mà có. Nếu có biến chuyển thì cũng chẳng thật có vậy. Bởi nhân duyên vậy nên chấp tướng của các pháp trong ba đời đều có thật là phạm lỗi lầm. Hỏi: người đời nay làm 5 tội bội phản, tức ngũ nghịch, nếu cứ y theo luật nhân quả thì phải đọa vào địa ngục, như vậy làm sao có thể biến chuyển thành vô tội được? Đáp: người làm 5 tội bội phản sẽ bị đọa địa ngục, nhưng nếu khi làm tội tự biết mình có tội, ăn năn hối cải thì cũng có thể tiêu được một phần tội lỗi. Ví như vua A Xà Thế phạm tội giết cha, nhưng khi được nghe Phật dạy cho ông các pháp đại sám hối thì trong tự tâm ông đã chuyển ác thành thiện niệm, nên ông liền được tiêu bớt một phần tội lỗi. Phải nên biết rằng lý nhân quả nhiếp trong lý duyên khởi, nhân duyên khởi thì lại trùng trùng vô tận, tương tục chuyển biến. Ví như hạt lúa ở mùa này lại nhân sanh ra cây lúa ở mùa sau. Tuy hạt lúa giống rất tốt, nhưng nếu thiếu các nhân duyên bên ngoài như phân, nước, thời tiết, vân vân, thì hạt lúa kia cũng chẳng cho được kết quả tốt. Cây lúa mọc lên sẽ èo uột, yếu ớt vậy. Trái lại, hạt lúa giống tuy xấu, nhưng nếu có đủ các trợ duyên tốt thì cây lúa mọc lên cũng mập mạnh như ý muốn vậy. Cũng như vậy, nếu thân khẩu ý đều theo trí huệ hành mà chẳng bị các nghiệp dẫn, thì đương nhiên các chủng tử xấu của đời trước sẽ bị lết dần, chẳng còn hội đủ các duyên để khởi thành hiện hạnh nữa. Bởi vậy nên nói ba đời nhân quả có thể chuyển thành tốt xấu hoặc chuyển xấu thành tốt. Đây là do các duyên nghiệp quân tập đời trước mà đời sau thọ quả báo vậy. Hãy lấy một thí dụ khác, ví như trước đây ta đã từng thấy lửa đốt củi cháy. Do đã thấy cảnh tượng ấy nhiều lần rồi mà niệm tưởng ở nơi ta càng lâu càng tăng trưởng. Các niệm quá khứ đã diệt rồi, thế nhưng nếu hôm nay ta thấy lửa đốt củi cháy thì ta liền biết nay đó là lửa để đốt củi, đó là củi để chụm lửa vậy. Vì sao? Vì các niệm tương tục sanh ra, tương tục quân vào là nhờ đã có ức tưởng nhiều lần rồi, nên nay vừa thấy một pháp đã từng thấy, đã từng biết trong quá khứ là ta liền nhận diện ra được. Lại nữa, do ba đời nhân quả mà đời nay mới có người thông minh, có người dốt nát, có người giàu sang, có người nghèo túng, có người hiền đức, có người ác độc, vân vân. Dùng tâm thức quán sát các nhân sanh ở trong nội tâm và các pháp trợ duyên ở bên ngoài, ta có thể biết sơ lược về ba đời duyên nghiệp tương tục. Nhưng ở nơi hiện tại, ta chẳng có thể rõ được các tâm sở pháp tương tục sanh diệt vậy. Hỏi: trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, ở phẩm Như Tướng có nói ba đời cũng chỉ là một tướng, tức nhất tướng. Lời ấy có ý nghĩa gì? Vì sao nói trí huệ thông đạt vô ngại cả ba đời? Đáp: Phật có hai lối thuyết pháp, đó là thuyết phân biệt các pháp tướng. Thuyết các pháp tướng đều là rốt ráo không, đều là vô tướng.
dùng trí huệ thông đạt vô ngại các pháp trong ba đời, biết rõ các pháp đều là vô thường, là bất khả đắc không. Lại nữa, Phật thuyết pháp có phân biệt rõ hai đạo, đó là đạo phước đức, đạo trí huệ. Đạo phước đức hay sanh các phước báo công đức. Đạo trí huệ khiến rõ biết các pháp đều duyên sanh, đều là tự tánh không. Nhờ vậy mà xả được sự trói buộc của cảnh giới, tâm chẳng còn chấp đắm nữa. Cả hai đạo này ví như mặt trăng, mặt trời cùng nhau nuôi dưỡng vạn vật, hỗ trợ cho nhau vậy. Hỏi: vô tướng là hữu biên hay là vô biên? Đáp: vô tướng là vô biên vì là bất khả đắc. Hỏi: vì sao các đệ tử của Ngài Maha Ca Chiên Viên cũng có nói đến 18 bất cộng pháp? Đáp: biển Phật pháp vô lượng vô biên, những pháp môn tu như năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, vân vân, chỉ là những giọt nước nhỏ trong biển lớn mênh mông. 18 bất cộng pháp do các đệ tử của Ngài Maha Ca Chiên Viên nêu ra chẳng phải là 18 bất cộng pháp của Phật. Nên biết, chư Bồ Tát, chư A-la-hán cũng biết về thị xứ phi xứ, cũng biết về ba đời nghiệp báo, nhưng đó chỉ là pháp của hàng Bồ Tát và hàng thanh văn, chẳng phải là bất cộng pháp của Phật. Hỏi: có phải hàng Bồ Tát và hàng thanh văn vì không có được tận trí biến trí nên không có được 10 lực như Phật chăng? Đáp: Phật nói 10 lực mà không có nói đến tận trí biến trí, chỉ nói đến thị xứ phi xứ. Vì sao các luận sư dạy pháp Phật mới nói đến tận trí biến trí? Hỏi: vì sao trong kinh Đại thừa Maha Diễn cũng có nói đến tận trí biến trí? Đáp: chẳng phải như vậy, chỉ có kinh Thanh Văn nói đến tận trí biến trí. Trong kinh Thanh Văn có nói Phật có tận trí biến trí, còn hàng Thanh Văn chỉ có một phần mà thôi. Còn 18 bất cộng pháp của Phật thì hàng thanh văn chẳng có được phần nào cả, vậy mới gọi là bất cộng pháp. Hỏi: trong 18 bất cộng pháp, hàng thanh văn cũng có được một phần, có khác chăng là hàng thanh văn chưa có được thân khẩu ý, không có lỗi như Phật? Như vậy, vì sao nói hàng thanh văn không có phần nào trong 18 bất cộng pháp cả? Đáp: không thể nói như vậy được. Vì sao? Vì thân khẩu ý của Phật thường không có lỗi lầm, nên chỉ Phật mới có 18 bất cộng pháp, chẳng có ai có được vậy. Chư vị A-la-hán khi thuyết pháp chẳng có được oai lực như Phật. Hỏi: vì sao có thuyết nói kinh Thanh Văn cũng có nói đến 18 bất cộng pháp như sau đây? Một, rõ biết hết thảy các pháp nên gọi là nhất thiết trí. Hai, công đức chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là công đức vô lượng. 3. Tâm thâm niệm chúng sanh nên gọi là tâm đại bi. 4. Được vô tỷ trí nên gọi là trí huệ tự tại. 5. Thường ở trong định nên gọi là định tự tại. 6. Phương tiện hóa độ chúng sanh. 7. Biết các pháp nhân duyên nên thọ ký cho vô lượng chúng sanh. 8. Biết thật tướng các pháp nên việc thọ ký chẳng có hư dối. 9. Trú tướng phân biệt nên lời nói không có lỗi. 10. Đầy đủ 10 lực nên thành tựu trí huệ. 11. Ở nơi các pháp hữu di mà quán các pháp ấy là vô ngã nên thành tựu được hạnh xả. 12. Khéo biết thời và phi thời nên an lập ba thừa đạo. 13. Thường nhất tâm nên không mất niệm. 14. Trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp khéo tu thiện căn nên không có quân tập phiền não. 15. Được chân tịnh trí. 16. Đời đời được kính trọng, tôn thờ, được vô kiến đảnh tướng. 17. Do tu đại bi nên chỗ nào Phật bước đến thì chúng sanh đều cảm thấy mát mẻ. 18. Được thần thông ba la mật. Đáp: 18 công đức vừa nêu trên đây chẳng phải là 18 bất cộng pháp của Phật, trong ba pháp tạng đều chẳng có nói đến. Đây là do hàng thanh văn, đệ tử của Ngài Maha Ca Chiên Viên luận bàn nhằm tán dương công đức của Phật. Trên đây có nói đến trí huệ tự tại, định tự tại, không mất niệm, không có lỗi, vân vân. Tất cả những điều ấy đều lấy từ trong kinh Đại thừa Maha Diễn rồi luận bàn rộng thêm ra. Tuy trong kinh Đại thừa Maha Diễn cũng có nói đến vô kiến đảnh tướng,
có nói đến tướng lòng bằng chân mềm mại, nhưng các tướng ấy chỉ là những tướng hữu lậu, nơi thân Phật chẳng có thể xếp vào trong 18 bất cộng pháp của Phật được. Vì sao? Vì hết thảy 18 bất cộng pháp của Phật đều dẫn nghĩa từ nơi trí huệ. Do trí huệ mà thân Phật có đại lực như voi chúa, có vô lượng, vô biên thần thông lực. Thế nhưng tất cả các công đức ấy đều chẳng nên nói. Ở nơi 18 bất cộng pháp của Phật chỉ nên nói đến các công đức trí huệ của Phật mà thôi, không nên nói đến các quả báo khác. Trong A Tỳ Đàm phân biệt nói 18 bất cộng pháp nhiếp năm chúng, nên thân khẩu ý không có lỗi lầm vì tùy trí huệ hành. Như vậy là vì nhiếp sắc chúng không khác tưởng mà nói. Dĩ như nói tâm chẳng có bất định, thường ở trong định là nhiếp được thức chúng rồi vậy. Lại có thuyết nói ở địa thứ 9, tức cửu địa, thì bốn sắc đều nhiếp về vô lậu. Lại có thuyết nói sắc pháp do hai duyên sanh là nhân duyên và tăng thượng duyên. Lại có thuyết nói sắc pháp là dư tàn của bốn duyên sanh hoặc của bốn vô duyên sanh. Lại có thuyết nói có 14 thứ hữu duyên mà chỉ riêng có 4 là tùy tâm hành mà chẳng có tùy tâm tương ưng. Lại có thuyết nói trong 14 hữu duyên có 13 tùy tâm hành và cũng tùy tâm tương ưng, và 1 chẳng có tùy tâm hành cũng chẳng có tùy tâm tương ưng. Như vậy trong A Tỳ Đàm phân biệt nói có các hạnh, còn vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì thật tướng của hết thảy các pháp đều là vô tướng. Ở nơi nhất tâm chỉ có một tướng duy nhất là tịch diệt tướng mà thôi. Hết quyển 26.